Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ trả nợ, tập 35. Tôi không chạy trốn nữa, đối thủ của tôi chỉ có thể là Hoàng Nguyệt. Được không, giám đốc Hàn? Dĩ nhiên là được chứ. Ờ, vậy tôi về ngủ đây. Này, Phương Uy, chúng mày đang chơi tao à? Lũ khốn này. Nếu Phương Uy đã quyết định như vậy thì tôi cũng về đây. Xin phép không nán lại được. Khốn kiếp, bọn khốn kiếp. Phù, sao mà đi vội vàng vậy? Anh chú, tôi không biết cậu tài cán đến vậy đấy. Tôi đúng là được xem một màn kịch hay rồi. Ha ha ha. Cậu có thấy vẻ mặt của giám đốc Tần không? Tái mét luôn. Ha ha. Quá đặc sắc rồi. Vui quá đi mất. Anh Chu, chuyện này có liên quan tới anh không? Là anh khuyến khích Pola làm vậy à? Ế, cậu nghĩ tôi sợ cậu ký được thành công nên ngấm ngầm dùng thủ đoạn hại cậu ư? Tôi là người như vậy sao? Tôi càng lúc càng không hiểu được anh là loại người gì. Đừng sốt ruột, cậu còn nhiều cơ hội để hiểu tôi lắm. Đúng là không uổng công đầu tư vào cậu mà. Ha ha. Đầu tư vào nhân tài chăm chỉ như vậy mới gọi là thú vị chứ. Đúng rồi, nếu cậu còn tiếp tục làm chuyện người đời không thể chấp nhận, thế giới này sẽ biến thành địa ngục của cậu đấy. Anh Chu, anh có ý gì? Anh đang ám chỉ điều gì? Ha ha ha, biểu cảm đáng yêu thật đấy. Nhìn còn vui hơn bản mặt xanh mét hồi nãy của giám đốc Tần. Đâu có gì đâu, tôi chỉ nói về sau cậu đừng giận giám đốc Tần nữa thôi. Ha ha ha. Hôm nay tới đây thôi. Hãy dốc hết sức vì hợp đồng 8 năm của chúng ta nhé. Tạm biệt Đông Thanh. Ha ha. Những giọt máu đổ xuống vì theo đuổi lý tưởng là thức uống gia tăng hương vị của con người này. Tôi không nhìn thấu anh ta, tôi chỉ cảm nhận rõ ràng được sự nhục nhã. Còn nữa, rốt cuộc câu nói đó có nghĩa là gì? Nếu cậu còn tiếp tục làm chuyện người đời không thể chấp nhận. Cạch. Nhà hàng Piran. Hôm nay anh ấy sẽ chính thức đi hủy hợp đồng với Phương Uy. Mình không muốn để chú ấy trở về một mình. Phương Uy, anh hủy hợp đồng rồi à? Là cậu à? Chưa tỉnh táo nên ra đây mà ngủ hả?